Mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của chị Thu để cho chị Thu giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép giống siêu bông bình lợi bên vườn của chị Thu ha cô chú anh chị. Thì hàng bảo hành giống bao giống bảo hành giống cho cô chú anh chị mình. Nên là cô chú anh chị mình mua hàng bên đây cứ an tâm ha. Hàng này thì bo khá là già và mình chuẩn để cô chú anh chị mình lấy bo liền cũng ok luôn ha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Thu nha. Rồi không làm mất thời gian nữa. Em mời mình vô clip để gặp luôn chị Thu nha. Dạ rồi, em chào chị Thu ơi. Dạ rồi, hôm nay quay trở lại kênh thì em cũng xin chào cô chú anh chị em mình đang xem kênh ha. Thì hôm nay em có một số giống mai như siêu bông bình lợi để giao lưu với cô chú anh chị nha. Dạ. Thì số điện thoại giao lưu của em là 0383310711 ạ. Rồi thì em xin vào cây đầu clip luôn là một cây 1B là một cây siêu bông bình lợi ạ. À, cái này ghép được 3 chục bo ha. Rồi, cái này bo già lắm, lấy bo liền ok nha. Hoành thân 13. Có mấy cái đọt non? Cao 52. Chịu khó để cho Hiềm ha. Ngang 40, rồi một cây này Hiềm xin giao lưu 550 bao ship luôn ạ. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp tục mã số 2B là một cây siêu bông bình lợi luôn ạ. Rồi, đây cái tàn này cũng khá cô chú anh chị. Cái này cũng ghép được 3 bo lớn ha. Hoành thân 16. Rồi, ghép được 3 bo lớn, bo già ha. Cao 52. Bo ngon nha cô chú anh chị. Ngang là 40, rồi cây này Hiềm xin giao lưu 600 bao ship luôn. Rồi, 600 ngàn ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 3B là siêu bông lại luôn. Rồi. Cây này ghép được 2 bo lớn cô chú anh chị ha. Có đế luôn nè. Rồi, thông số luôn ha. Hoành thân 13. Rồi, bo già nè, cây này về lấy bo liền ok ha. Siêu bông lại được đã có một cái là mỗi mắt lá đều có cùi gà nha cô chú anh chị. Cao 47. Ngang 57 rồi cây này em xin giao lưu 550 bao ship. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 4B là siêu bông bình lại luôn. Rồi. Cái này cái tàn xum xê luôn, có đế luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân 14. Cái này ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Bo già ha. Nè. Cao 53. Ngang 46, rồi cây này thì em xin giao lưu 650 bao ship. Rồi cái tàn quá trời luôn, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 5B là siêu bông bình lợi luôn. Rồi cái này cái tàn xum xê luôn ha. Ghép được 2 bo lớn. Hoành thân 13. Rồi, hai bo khá ok luôn cô chú anh chị. Bo già. Cao 54. Ngang 44. Rồi cây này thì em xin giao lưu 600 bao ship. Rồi, mã số 5B ha. 5B. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 6B là siêu bông bình lợi luôn. Rồi. Cây này quá trời luôn ha. Lấy bo nhiều nha cô chú anh chị. Hoành thân 15. Rồi, ghép được 2 bo lớn ha. Cao 62. Ngang 67. Rồi cây này thì em xin giao lưu 650 bao ship. Rồi 650 ha. Đổi cây luôn. Rồi tiếp theo mã số 7B. Rồi tiếp theo mã số 7B là siêu bông bình lợi luôn. Rồi cây này có cái thế luôn cô chú anh chị ha. Hơi co co cây này về sổ giống bay giống đổ đẹp lắm nha. Hoành thân 14. Rồi. Cao 38. Ngang 50. Rồi cây này hiện xin giao lưu 550 bao ship. Rồi. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 8B là siêu bông bình lợi luôn. Rồi cây này cái tàn quá đã luôn. Bo già. Hoành thân 16. Rồi, cây này có hai tay bỏ hàng trước luôn cô chú anh chị ha. Bỏ ngang ra ha. Cao 61. Củ nở vàng ôm luôn. Ngang 55, rồi cây này hiện xin giao lưu 550 bao ship. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 9B là siêu bông bình lợi luôn. Rồi. Cây này tàn cũng khá luôn ha. Có đế luôn. Nguyên củ luôn ha. Hoành thân 13. Rồi. Quá trời củ. Cao 56. Rồi. Ngang 56. Rồi cây này thì em xin giao lưu 600 bao ship. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 10B là siêu bông bình lợi luôn. Rồi, cây này cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị. Bo già ha, mà củ đế có nữa nè. Hoành thân 14. Rồi. Cao 61. Rồi, bo nè. Quá trời luôn ha. Ngang 38. Rồi, cây này thì em xin giao lưu 600 bao ship. Rồi, 600 ngàn ha. Rồi cây này cuối clip luôn cho chị. Dạ, cây này thì cũng là cây cuối clip của em nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú em đã ủng hộ em những clip trước nha. Rồi clip này thì cô chú anh chị em nào xem ưng ý cây nào thì ủng hộ em nha. Rồi thì em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0383310711 ạ. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thu cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.